Dược phẩm Pequia học và làm theo lời dạy của Thánh y Hải Thượng Lãn Âm, chữa bệnh chữa tận gốc. Chữa vào gốc, trăm bệnh đều khỏi, chữa vào ngọn, trăm thứ rối bời. Ba hoàng tháng trung dụng quế chi, hạnh nhân cam thảo tứ ban thi, giải biểu ố hàn đầu hạng thống, thương hàn lục thử hãn lâm ly. Từ thời xa xưa thì các bậc tiền nhân của dòng họ Vũ Duy đã có những lương y nổi tiếng bốc thuốc cứu người. Đến thời nhà Lý thì có cụ được phong là danh y nổi tiếng. Đến thời nhà Nguyễn thì đã có cụ được nhà vua phong quan tứ phẩm, có cụ được phong là quan cửu phẩm. Và các cái bài thuốc gia truyền của dòng họ đã được lưu truyền qua 17 đời theo dòng lịch sử hơn 500 năm qua. Tiếp bước các bậc tiền nhân, dược sĩ Vũ Thị Phương, người con đời thứ 17 của dòng họ Vũ Duy, đã kế thừa và phát huy các giá trị tốt đẹp mà ông cha đã để lại. Năm 2011, dược sĩ Vũ Thị Phương đã thành lập công ty cổ phần dược phẩm Pequia. Với khát vọng cống hiến, nghiên cứu sản xuất và kinh doanh các sản phẩm là dược phẩm, thực phẩm chức năng hoàn toàn từ dược liệu thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, an toàn và hiệu quả từ giá trị cốt lõi là thuốc gia truyền, thuốc cổ truyền. Với tầm nhìn, thuốc nam chữa bệnh trọng, với sứ mệnh, chữa bệnh chữa tận gốc, hội đồng khoa học công ty là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ, đang công tác tại các trường đại học và các bệnh viện danh tiếng của đất nước. Với khát vọng cống hiến vì sự phát triển nền y dược học cổ truyền Việt Nam hiện đại, hội nhập thế giới, Phó giáo sư tiến sĩ Phùng Hòa Bình, trưởng môn dược cổ truyền, Trường Đại học Dược Hà Nội, Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện 108, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Nhân, trưởng khoa điều trị cán bộ cao cấp Bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội, dược sĩ Vũ Thị Phương, chủ tịch hội đồng công ty cổ phần dược phẩm Pequia. Thuốc siro Hohen Pequia là sự kế thừa và phát triển của phương thuốc cổ truyền được sản xuất bởi các dược thảo tự nhiên quý hiếm. Sản phẩm có khả năng chữa bệnh tận gốc. Sau nhiều năm nghiên cứu, năm 2010 được Bộ Y tế cho phép lưu hành toàn quốc. Năm 2012 được người bệnh tin dùng bình chọn là sản phẩm vàng, dịch vụ vàng, sản phẩm tin cậy và dịch vụ tin cậy. Năm 2013 được Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Sau đề tài nghiên cứu siro Pequia thông thoáng đường thở cho người ho hen, công ty đã nghiên cứu và sản xuất thành công hơn 20 sản phẩm có giá trị sử dụng cao, hiệu quả tốt, trong đó phải kể đến sản phẩm thăng dương khí dùng cho người bị trĩ theo công thức nghiên cứu của Phó giáo sư tiến sĩ Phùng Hòa Bình, trưởng bộ môn dược học cổ truyền Trường Đại học Dược Hà Nội. Sản phẩm dưỡng huyết thanh não dùng cho người bị cao huyết áp theo công thức nghiên cứu của thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng bộ môn y học cổ truyền Bệnh viện 108. Sản phẩm thống kinh dùng khi hành kinh đau bụng theo công thức nghiên cứu của thầy Nguyễn Đình Nhân, trưởng khoa điều trị cán bộ cấp cao Bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội. Sản phẩm mật nhân và ngọc tố nữ cho sức mạnh, cho sắc đẹp và đam mê, cho nồng nàn tình nghĩa phu thê, có xuất xứ công thức theo sách ngự y của các tiền nhân triều đình nhà Nguyễn. Các sản phẩm Pequia đưa vào sử dụng đã được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng và phát huy được hiệu quả cao, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, an toàn và hiệu quả. Trong quá trình sử dụng, người tiêu dùng được tư vấn bởi hội đồng chuyên gia cao cấp là các tiến sĩ, thạc sĩ, dược sĩ, bác sĩ tận tâm như tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Công Thực, Bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội, thạc sĩ dược sĩ Hoàng Kim Tuyết, giám đốc nghiên cứu phát triển công ty cổ phần dược phẩm Pequia. Phát huy những giá trị tốt đẹp mà ông cha để lại không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm cao của cả thế hệ hôm nay, giữ cho ngọn lửa khát vọng cống hiến luôn tỏa sáng, mang lại sức khỏe và hạnh phúc cho cộng đồng, luôn là niềm tin, là mục tiêu cho sự phát triển bền vững mà công ty cổ phần dược phẩm Pequia hướng tới. Công ty cổ phần dược phẩm Pequia được thành lập từ năm 2011 bởi dược sĩ Vũ Thu Phương. Với khát vọng, cống hiến, nghiên cứu sản xuất và kinh doanh các sản phẩm là dược phẩm chức năng và mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, an toàn hiệu quả. Với tầm nhìn, thuốc nam chữa bệnh trọng và sứ mệnh chữa bệnh chữa tận gốc.
nằm tại huyện Vụ Bản, công ty cổ phần dược phẩm PQA có quy mô rộng hơn 1.000 m² với hệ thống văn phòng, nhà xưởng, nhà kiểm nghiệm, nhà kho khang trang và hiện đại. Nhà kiểm nghiệm với tổng diện tích 154 m², trong đó khu kiểm nghiệm vi sinh có diện tích 26.8 m². Nhà kho với tổng diện tích 400 m², bao gồm kho dược liệu, kho thành phẩm, nguyên liệu thuốc cùng với hệ thống HVAC và hệ thống xử lý nước đạt tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam 4. Với các ngành nghề đăng ký bao gồm bán buôn, bán lẻ, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, chế phẩm sinh học, vận tải hàng hóa đường bộ, trồng và thu mua dược liệu. Công ty cổ phần dược phẩm VQA vinh dự được hợp tác, cố vấn bởi các giáo sư, tiến sĩ, giảng viên đang công tác tại các bệnh viện và các trường đại học y dược danh tiếng của quốc gia. Với kinh nghiệm chuyên môn trong nhiều năm công tác và giảng dạy, với những thành tựu khoa học, công ty đã đạt được nhiều bằng khen và giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực phẩm chức năng. Hội đồng khoa học của công ty cổ phần dược phẩm PQA đã nghiên cứu, sáng tạo và phát triển các dòng sản phẩm hoàn toàn từ dược liệu thiên nhiên với công thức khác biệt, đẳng cấp đặc biệt và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền về sở hữu trí tuệ. Đội ngũ nhân viên trong công ty thường xuyên được họp, trao dồi, học hỏi, rút kinh nghiệm cùng với các dược sĩ có chuyên môn cao nhằm đưa chất lượng phục vụ và chất lượng sản phẩm lên cao nhất. Làm việc tận tình tư vấn cho bệnh nhân, hết lòng vì người bệnh. Dựa trên nguồn thảo dược từ thiên nhiên quý giá mà đất trời ban tặng, công ty cổ phần dược phẩm VQA luôn nỗ lực nghiên cứu, điều chế các sản phẩm thuốc mới: thuốc viên nén, viên nang cứng, thuốc bột, thuốc cốm, viên hoàn cứng, xì rô, cao lòng, các loại cao thảo dược và thuốc phiến đều được nghiên cứu và sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt trong các phòng thí nghiệm hiện đại, dây chuyền sản xuất hiện đại. Với ước mơ, mục tiêu phát triển bền vững, ban giám đốc quyết định đầu tư công nghệ, dây chuyền sản xuất thuốc đồng bộ, hiện đại và tinh xảo để nghiên cứu, sản xuất điều chế thuốc kết hợp với các bài thuốc gia truyền, cổ truyền cùng với khoa học công nghệ tiên tiến. Nhà máy sản xuất thuốc đông dược đạt chuẩn GMP-WHO đã được khởi công xây dựng từ năm 2017, nhằm ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm trong việc điều trị các căn bệnh mãn tính, mang lại sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Các sản phẩm của công ty nghiên cứu và sản xuất đều được người tiêu dùng tin tưởng và đạt hiệu quả cao trong quá trình sử dụng, phát huy những giá trị tốt đẹp thiêng liêng mà cha ông đã để lại, không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm to lớn. Và trên tất cả, đó chính là khát vọng cống hiến, được chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mang lại hạnh phúc và niềm vui đến với mọi gia đình, luôn là niềm tin và mục tiêu vươn tới của công ty cổ phần dược phẩm VQA.